Xin chào tất cả các bác, em lại lên sóng tiếp con máy rửa bát Panasonic TH1 hàng đầu giá. Cái hàng này thì tuy nó có cao hơn hàng bãi một chút, nhưng mà thực sự là cũng rất là nhiều các bác khách hàng mua dòng này. Thì ra nhiều người chênh nhau hơn 1 triệu so với cả cái hàng bãi thì cũng không phải là nhiều các bác ạ. Cái hàng bãi TH1 thì em vẫn đăng những cái con hàng bãi thì là 6 triệu 6 các bác nhé. Hàng bãi thì là tất cả về máy móc thì nó vẫn như này thôi. Chỉ có cái điều là nó không được bảo quản về Việt Nam mình ấy, rồi nó bị xước sát ở các cái phần lưng này. Đấy. Lưng tôn này nó hay bị xước. Đấy. Cho nên nhiều bác khách nhà mình nói là hơi kỹ tính thì thích cái sự hoàn hảo. Đấy. Cho nên là em cũng nhập cả song song cả hàng đấu giá này về, mặc dù là hàng đấu giá này nó chênh mất 1,2 triệu, em bán 7,8 triệu thôi nhá. Nhưng mà bù lại các bác là có một cái máy nó khá là hoàn hảo, đẹp long lanh, trưng bày nhà nó cũng rất là đẹp. Các bác nhìn hàng đấu giá thì tất cả mặt mũi này thì nó đều nguyên này. Đấy, hàng bãi thì có thể nhiều con mặt mũi nó xước xước thì em cũng có thể hoặc là nó hơi ngả màu em cũng sơn nó đi cho nó đẹp. Nhưng hàng đấu giá thì nó là nguyên zin hết toàn bộ. Rồi hai bên phần lưng này thì gần như các bác nhé, mình chỉ nói là gần như thôi, còn bảo là tuyệt đối thì gần thì làm gì có cái gì là tuyệt đối đâu. Mới thì may ra mới tuyệt đối chứ còn mà đã là vận chuyển rồi, có vận chuyển có sử dụng thì làm sao mà tuyệt đối được, đúng không ạ? Nhưng mà nó là đẹp nhất có thể. Đây, các bác nhìn gần như là nó đẹp tuyệt đối luôn. Đây, gần như đẹp tuyệt đối các bạn. Đây, nó là quá mỹ mãn rồi. Lưng nguyên zin và phẳng tít, sơn gần như không xước, vì cái này là được bảo quản từng chiếc một ở bên Nhật, các bác nó bọc rất là kỹ, vận chuyển qua đường hàng không về Việt Nam mình từng chiếc một. Đấy. Chính vì giá nó vận chuyển qua đường hàng không cho nên nó bị đội giá lên một chút. Và cái những cái hàng này các bạn này, bên Nhật thì họ vẫn bày bán ở các siêu thị Nhật ấy. Đấy. Cho nên là giá thành của nó cũng cao hơn so với hàng bãi. Đấy, 2017 các bạn. Xe điện máy là 0350 nhé, TH1. Bọn này thì gần như bên Nhật họ rất ít dùng. Mỗi một cái máy rửa bát này theo như em dự đoán thì bên Nhật họ chỉ dùng tầm đôi năm đổi lại thôi. Vì khi bác dùng một thời gian thì nó bẩn một chút là họ bỏ thôi. Nước nóng bọc luôn. TH1 thì cái chiều cao của nó là 60 phân các bạn, hai cánh mở dồn ở dưới mà. Chiều cao nó 60 nhá. Nó phù hợp với các bếp hiện đại. Đi ra. Giá. Mỹ mãn. Hàng đấu giá thì nói chung là không cần phải chê nữa rồi. Nhiều bác hỏi nó có đẹp không, thật sự mà trả lời hàng đấu giá có đẹp không thì nó hơi thừa. Đấy. Nó là hàng tuyển chọn, nếu mà nói về hàng dùng rồi thì nó là đẹp nhất trong các cái dòng máy rồi. Không thể đẹp hơn được nữa đâu ạ. Em bán 7,8 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển là 150.000 đi toàn quốc ạ. Biến áp thì là 500.000. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bác.